Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình Bean TV mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chia sẻ với các bạn một công thức, đó là để chế tạo được cái chăn kiềm ba này nha. Để chế tạo được cái chăn kiềm ba này thì các bạn cần có cho mình đó là cái chăn kiềm O. Để có được cái chăn kiềm O này thì các bạn có thể tìm trong cái hang động như thế này, hoặc là các bạn có thể đi đánh những con quái đó, con quái Big Chunk để có được cái chăn kiềm O nha. Sau khi đó thì các bạn sẽ chạy vào một cái phần đây, các bạn ấn vào cái này cho than vào đây, và các bạn cho cái chăn kiềm O vào đây nha. Để cho vào cái lò lung này thì nó sẽ lung cho các bạn đó là cái chăn kiềm 3 như này. Đó, nó sẽ lung cho các bạn như một cái chăn kiềm 3 như này. Và các bạn xem clip của mình thấy hay và thú vị thì hãy nhớ like cái kênh ủng hộ mình để mình có thêm động lực để chia sẻ những công thức tiếp theo cho các bạn nha. Đấy, chúng ta đã chế tạo ra cái chăn kiềm 3 này. Và xin chào hẹn gặp lại mọi người.